Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ cập nhật cho các bạn thông tin mới nhất về dự án BabyDoc. Hiện tại thì mình đang ở trên tài khoản Twitter của dự án. Và trong video này sẽ có những cái thông tin rất là hot, các bạn chú ý và nghe hết video nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái thông tin mới nhất như buổi sáng nay. Sáng nay thì BabyDoc nó đã tweet lại cái bài đăng này. Chúng ta sẽ cùng đọc nhé đơn vị nhận con nuôi di động Baby Dog của chúng tôi đã có một tháng 2 bận rộn cảm ơn Baby Dog Coi và cộng đồng vì sự hỗ trợ đáng kinh ngạc của họ đây chỉ là một vài trong số rất nhiều lựa chọn hạnh phúc của chúng tôi dự án Baby Dog này thì nó chi tiền để làm từ thiện cho những chú chó ở bên nước ngoài khá là nhiều và khi mà từ thiện xong thì có những cái bài viết họ đăng lên đây thậm chí là lên cả các trang báo ở trên thế giới và tiếp theo nữa thì sáng nay bên dự án Baby Dog cũng có cập nhật về cái thứ hạng của Baby Dog khi mà chúng ta vote bình chọn cái dự án này để được lên sàn Binance với cái mục danh mục là Chay Future thì hiện tại là Baby Dog đang xếp ở vị trí thứ ba này. Với cái chương trình vote bình chọn này thì mình không biết là thời hạn đến bao giờ là kết thúc bởi vì ở đây mình không nhìn thấy cái thời hạn của nó. Thì bây giờ ai chưa vote thì mọi người có thể là vào vote cho cái đồng Baby Dog này lên. Ở tiếp theo nữa thì chúng ta kéo xuống dưới này sẽ thấy là một cái bài đăng này. Sáng nay mình ngủ dậy thì mình đã nhìn thấy cái bài đăng này nó được đăng cách đây là 10 năm giờ nó vào đêm của ngày hôm qua này ở đây thì có một cái hình ảnh ẩn dụ ở hiện tại thì baby dog nó đang ngồi ở cái mỏm đá này mọi người có thể nhìn thấy phía trước nó là một đống nửa nhé và bước tiếp theo nữa là nhìn thấy ở trên bầu trời có hình con baby dog này được vẽ bằng những cái điểm của hình ngôi sao thì chúng ta có thể là nhấp vào đây để chúng ta dịch ra để hiểu hơn này Ở đây thì bên dự án họ đăng với cái nội dung là viết bằng những vì sao. Với những cái thông tin này thì mình sẽ tự logic nó ra. Có nghĩa là hiện tại con baby dog này nó đang ở vị trí thấp nhé, ở dưới đất này. Và những cái bước tiếp theo của nó là nó đi qua đống lửa này, có nghĩa là nó sẽ đốt này, đốt giảm tổng cung và tiếp theo nữa thì nó sẽ lên mặt trăng. Nhưng ở đây mặt trăng thì sẽ không đủ để vẽ hình cái con baby dog này cho nên nó sử dụng cái hình ảnh ngôi sao làm tượng trưng. Có nghĩa là nó viết cái con baby dog này bằng những cái vì sao này. À, là sau khi mà nó đốt xong thì nó sẽ lên mặt trăng và lấy hình ảnh ẩn dụ bằng hình ảnh ngôi sao vẽ hình con baby đó đây là cái suy luận cá nhân của mình còn không biết là bên dự án họ ẩn dụ cái điều gì nếu như mà cái điều ẩn dụ của bên dự án nó trùng với cái suy nghĩ của mình ấy, thì có thể là sắp tới nó sẽ nít được sàn Binance À, và cái lý do tại sao Nissan sàn Binance thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thêm một số những cái thông tin tiếp theo ở trên CoinMarketCap nhé là cái trang thống kê tiền điện, điện tử lớn nhất thế giới này chúng ta sẽ vào trang CoinMarketCap ở trên trang CoinMarketCap thì các bạn có thể là thấy ở đây với cái thứ hạng của Baby Coin đang xếp ở thứ hạng là 172 nó sẽ tùy theo cái make up của dự án này khi mà giá nó tăng lên như lúc nãy là giá lên đầu 0.8 số đầu 3 năm chẳng hạn thì cái make up của nó nó sẽ tăng lên và kèm theo đó thì là cái thứ hạng của nó cũng sẽ tăng thì lúc nãy là mình nhìn thứ hạng của nó cao nhất là được 162 nhé là nó đã đạt được cái thứ hạng ở trên thị trường tiền điện, điện tử nó xếp thứ hạng là 162 với cái thứ hạng như vậy ấy, thì khi mà make up nó tăng cao và cái giá của nó tăng lên thì nó có thể nọt vào được top 100 rất là dễ và tiếp theo nữa thì tiếp theo top 100 thì có thể là lên được top 10 là top 10 những cái đồng coin có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường những cái đồng meme coin nó đang theo cái sự ảnh hưởng của thị trường theo sự ảnh hưởng của đồng bitcoin cho nên là nó cũng tăng theo đó chúng ta có thể là xem chi tiết ở đây hiện tại thì cái giá của nó ở trong vòng 24 giờ này nó đang đi sideways ở cái mốc là 0.8 số 0 đầu 32 cho đến đầu 3537 nhé Trước đây các bạn có thể là thấy những cái đồng meme coin mà nó nít được ở sàn Binance ý. Ví dụ như là cái đồng c chẳng hạn c là cái đồng coin đầu tiên có nhiều số không nhất và nó nít sàn Binance Trước đây thì đồng c nó chỉ mất có hơn 9 tháng là nó nít sàn Binance rồi Tính từ khi nó ra mắt thị trường cho đến lúc nít sàn Binance là hơn 9 tháng và tiếp theo thì cái con baby coi coin thì mình cũng không xem kỹ chi tiết nó là bao nhiêu tháng nhưng mà nó chỉ đâu đấy trong vòng khoảng 6 tháng hoặc là không đến các bạn nhé. Cái con đấy thì nó nít rất là nhanh. Và tiếp theo nữa thì cái con nâu hơn nữa là cái con Floki. Floki thì nó cũng ra mắt thị trường nó cùng thời điểm với cái con baby dog coi này. Thì năm ngoái nó đã nít sàn Binance rồi. Ở chỉ còn duy nhất là con baby dog coi này năm nay là được 3 năm rồi nếu như mà tính theo những cái đồng coin mà nít sàn nhanh nhất ở trên thị trường thì con này đang nít chậm à, và đội ngũ đép này nó đã xây dựng cái dự án này là 3 năm Baby Dog Coin so với BEP hay là so với Floki ấy, thì con này nó có rất là nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái đặc biệt là cái sàn swap của nó, sàn swap của Baby Dog Coin thì sau này có thể nó sẽ cạnh tranh với lại sàn phân à, cách swap. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều những cái sản phẩm trong tiện ích hệ sinh thái của nó, ví dụ như là thẻ thanh toán quốc tế này và đi du lịch ở các cái điểm ở trên thế giới này thì chúng ta cũng có thể là dùng cái đồng baby dog coin này để thanh toán qua thẻ này và trong hệ sinh thái của nó còn có web 3 này nft này và một số những cái sản phẩm khác ví dụ như là game này game của con này thì thực sự bây giờ nó chưa bùng nổ và chưa phát triển mạnh nhưng mà có thể trong thời gian tới nó sẽ rất là phát triển đó thì trong cái đồng baby dog coin này nó không chỉ đơn giản là một cái đồng meme coin mà nó còn sở hữu rất là nhiều những cái sản phẩm gọi là những cái sản phẩm mà nó theo chen nhé Uh, hiện nay thì trên thị trường crypto nó có mấy cái sản phẩm theo trend ví dụ là Game này, Web3 này hay là uh, Swap này Đấy thì đây là những cái tính năng nổi trội và đặc biệt của cái đồng Baby bitcoin này Và cái sự phổ biến của nó thì nó lan tỏa khá là mạnh Sự phổ biến của con này nó ảnh hưởng đến toàn thế giới bởi vì rất là nhiều người biết đến cái đồng coin này uh, Hiện tại thì cái ví sở hữu của nó bây giờ cả hai mạng BSC và mạng ETH thì có thể nó sẽ lên đến là hơn 2 triệu địa chỉ ví có nghĩa là cái số lượng người nắm giữ đồng coi này rất là nhiều và rất là lớn so với những cái đồng coi nó đã đi sàn Binance thì con này có số lượng người nắm giữ nhiều nhất này và cộng đồng cũng là lớn nhất nó có tầm ảnh hưởng đến toàn thị trường tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ kéo lên chúng ta sẽ xem ở dưới này mọi người có thể nhìn thấy lượng cá voi nắm giữ là 99,24% và địa chỉ nắm giữ là 16.540 nghĩa là tổng cái số lượng mà cá voi nắm giữ này là có 16.540 ví là ví cá voi này thì các bạn có thể là hiểu là ví cá voi trong đấy thì có cả những nhà đầu tư của cộng đồng nhưng mà cái số lượng người trong cộng đồng mà nắm giữ cái đồng coi này thì mình nghĩ là họ chỉ nắm giữ với cái số lượng ít thôi còn chủ yếu là cái đội ngũ đép của cái dự án này nó nắm giữ nhé 99,24% này là ví của cá mập thì đa số là đội ngũ đép của dự án thôi Uh, và đây là cái lý do tại sao nó có thể nít được sàn Binance, bởi vì đội ngũ đép nó làm chủ cuộc chơi và nó nắm giữ rất là nhiều cái đồng coin này. Thì khi mà nó muốn nít sàn Binance nó sẽ đốt để giảm tổng cung đi. Uh, với số lượng nắm giữ nhiều như thế này thì có thể nó sẽ đốt được với cái số lượng lớn có thể là đốt được lên tới 80 đến 90% cái tổng cung hiện tại. Thì khi mà cái tổng cung của nó mà giảm đi được nhiều như vậy thì chắc chắn là cái giá của nó sẽ tăng rồi. Bởi vì các bạn cũng có thể là tự hiểu rằng bản thân mình là nhà đầu tư mà mình chờ đợi đến 3 năm rồi mình cũng cảm thấy rất là sốt ruột. Vậy thì cái người sáng lập ra cái dự án này nó còn sốt ruột hơn mình rất là nhiều. Bởi vì cái mục đích của cái người tạo ra dự án này thì họ cũng chỉ là để kiếm tiền thôi. Bản thân ai cũng vậy. Các bạn mở cửa hàng kinh doanh hay mở công ty thì cũng mục đích mở ra để kiếm tiền. Và trong cái thị trường crypto này cũng vậy thôi. Nó cũng là một sản phẩm nhưng mà sản phẩm này nó là sản phẩm công nghệ và blockchain nó không phải bằng lao động chân tay nhưng mục đích của người ta tạo ra nó cũng chỉ để là kiếm tiền vậy thì những người sáng lập ra cái dự án này chắc chắn là họ sẽ ấp ủ một cái điều gì đó rất là to lớn và có thể là nó sẽ bứt phá bởi vì những cái đồng coi mà nó có mấy tháng nó đã nít sàn binance những cái đồng mim coin mà nó đã tăng trưởng đến hàng triệu lần rồi thì như vậy các bạn có thể lấy cái đồng coi mà mấy tháng nó đã nít sàn binance các bạn so sánh với cái đồng coi baby dog này nó đã mất công để xây dựng 3 năm liền thì không thể nào là một cái đồng coi rác được mà đây là một cái đội đép này nó có tầm nhìn rất là lớn. Nó có sự ảnh hưởng trên toàn thị trường, toàn thế giới. Và cộng đồng của nó rất là lớn mạnh. Vậy thì với 3 năm đấy nó gây dựng được cái cộng đồng lớn mạnh rồi. Thì khi mà nó nít sàn Binance thì cái sự FOMO của nó sẽ rất là cao. Lúc đó thì cả thế giới sẽ đổ xô vào để FOMO cái đồng Baby Dog Coin này. Bởi vì cái đồng Baby Dog Coin này là đép của dự án nó chưa từ bỏ quyền sở hữu. Cho nên rất là nhiều người còn đang nghi ngờ. Đấy thì khi mà nó nít sàn Binance một cái có thể nó sẽ từ bỏ quyền sở hữu là cái đồng coin này nó sẽ thuộc về cộng đồng. Đến lúc đó thì nó sẽ đốt giảm tổng cung và nó khống chế cái lượng lưu thông chỉ còn một chút ở trên thị trường thôi. Thì lúc đấy nó sẽ được đẩy giá lên rất là cao. Và theo quan điểm cá nhân của mình ý, thì ai bước chân vào thị trường này cũng mục đích là để kiếm tiền thôi. Bản thân mình cũng là người đi kiếm tiền các bạn cũng vậy. Các bạn mua những cái đồng coin này cũng mục đích là để kiếm tiền kiếm lợi nhuận. Và người sáng lập ra dự án này thì người ta cũng có tham vọng còn lớn hơn cả chúng ta rất là nhiều lần. Đó thì khi mà người ta đã xây dựng một dự án hơn 3 năm rồi thì không có lý do gì mà nó để chết để thành một cái đồng coi rác cả Và chắc chắn là đép này nó sẽ là một cái điều mà cho cộng đồng rất là bất ngờ Và có thể nó sẽ bứt phá nó sẽ có thể là xóa được từ 4 đến 5 số 0 khi mà nó nít sàn Binance Bởi vì cái số lượng coi mà cá voi nó nắm giữ là lên đến 99,24% thì các bạn phải hiểu rằng Cái đội ngũ này nó có quyền sinh quyền sát nó là người nắm giữ coi nhiều nhất và khi nó muốn nít sàn thì nó chỉ cần đốt tổng cung của nó đi thôi là cái giá trị của nó tăng lên rất là cao. Và bây giờ thời điểm này thì khi người ta trách cái hợp đồng con trách của nó thì nó chưa từ bỏ quyền sở hữu nên nhiều người sợ không dám mua. Nhưng mà khi nó chỉ cần từ bỏ quyền sở hữu một cái thôi là tất cả thị trường mọi người đổ xô vào mua con này ngay. Và con này khi mà nít sàn Binance sẽ được cả thế giới FOMO. Bởi vì con này thì hầu như là ai cũng biết Những người nào mới bước chân vào thị trường mà chơi coin này thì thường người ta có vốn nhỏ Người ta cũng sẽ tìm hiểu những cái con mà nó nhiều số không Và nó rẻ như con này Trước đây thì đồng Shiba Inu nó cũng đã thành công rất là lớn Khi mà nó đã tăng trưởng là một triệu lần à, Con đấy thì có thể nói là một cái đồng coin rác Khi mà nó ra mắt thị trường là nó có 10 số 0 Và sau đó thì nó Nissan Binance nó giảm đi nó chỉ còn có 4 số 0 thôi Chỉ trong vòng có hơn 9 tháng nó đã làm nên một cái kỳ tích trong thị trường crypto này Vậy thì con Baby Dogecoin này nó đã xây dựng và phát triển hơn 3 năm rồi Chắc chắn nó sẽ bùng nổ hơn cả Shiba rất là nhiều lần Đây là cái nhận định cá nhân của mình chứ không phải là một lời khuyên để các bạn đầu tư hay là để bảo các bạn mua đồng coin này trên kênh youtube của mình thì thường xuyên cập nhật những cái tin tức mới nhất về đồng baby Dog coin cộng hưởng thêm cái sự tăng giá của thị trường khi mà bitcoin đã vượt đỉnh của năm 2021 là 69.000 đô thì đến thời điểm hiện tại Bitcoin đã lên đến 71.000 đô rồi. Thì như vậy đồng Baby Dogecoin này có thể nó sẽ ăn theo thị trường tăng giá. Là khi mà thị trường đang tăng giá như này rồi dòng tiền đang đổ về crypto thì nó sẽ cho Nissan Binance lúc đó nó sẽ thu hút được cái dòng tiền vào rất là lớn. Theo dự đoán cá nhân của mình thì rất có thể Baby Dogecoin nó sẽ cho Nissan Binance một cách rất là bất ngờ. Bởi vì trước đây các bạn cũng có thể thấy đồng Shiba Inu ý, là nó nít sàn Binance rất bất ngờ nhé. Ngày hôm trước nó nít thì ngày hôm sau nó mới có thông báo và nó có truyền thông. Đấy chứ không như một số những cái đồng Coi khác là trước khi nít sàn Binance thì nó sẽ truyền thông sớm trước đấy khoảng 2-3 ngày để cho cộng đồng biết. Nhưng mà với những cái đồng Coi mà nó có nhiều số không và nó có những cái sự tăng trưởng đột biến ấy. Nó sẽ tránh cộng đồng đầu cơ và gom hàng cho nên là nó sẽ không có thông báo trước và rất có thể nó sẽ nít sàn Binance bất ngờ trong một ngày nào đấy, mọi người không thể biết được. Có thể là sau một giấc ngủ các bạn tỉnh dậy các bạn sẽ là triệu phú nếu như các bạn nắm giữ đồng coin này. Và đây là nhận định cá nhân của mình. À, mình xin chúc cho những bạn nào sở hữu đồng Baby Dog coin này sẽ trở thành triệu phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.